Xin chào quý vị và các bạn nha. Hôm nay thì em ở nhà nóng và nhà không đi làm mọi người ạ. Và giờ thì chiều chiều gần tối rồi, 4 giờ đang tính bảo đi tìm cái gì để làm rau tối nay, còn có rau để ăn mà không biết tìm cái gì. Ngó ngó thì thấy hai cái hoa chuối ở nhà đang đang vừa mới ra, chắc là em phải đi lấy hoa chuối về để nấu nấu tối mọi người ạ. Bây giờ kiếm cái que nào đi chọc hoa chuối nó rơi xuống thì mới được. Kiếm được cái cây que rồi. Bây giờ ra cái dưới cái gốc chuối. Chuối đâu kìa? Ở dưới kia. Hai cái gốc dưới kia. Ok rồi mọi người ơi, mới đi lấy được ba cái hoa chuối về để chuẩn bị làm bữa tối. Bây giờ phải bóc cái vỏ già này ra đấy, bóc cái vỏ già này xong mới mang đi rửa. Ôi này thì thời tiết nóng quá, quá nóng luôn. Cứ ra ngoài một tí là
mồ hôi một kê chạy đầy mặt luôn. Đấy, bông ra như thế này vẫn còn phải thái luôn này. Chuối này, chuối là cái là chuối trồng ấy, chẳng biết nó là loại chuối gì đấy. Ở đây bà con gọi là chuối, là chuối chua. Kiểu cái quả nó hơi chua chua ấy, xong là bà con nó gọi là chuối chua. Cứ thấy nó như thế nào là gọi như thế đấy thôi. Từ cái tháng này trở lên thì phải nóng đến tháng 9 thì mới hết. Không có điều hòa thì đun nóng máy quạt thôi. Ô, ô thật kỳ luôn. Bóc xong 3 quả này. Bây giờ mang đi rửa. À, mang cái này đi. Nhà kia, nhà kia, nhà kia, ừ, nhà kia, lấy một ít là thế, rau. Cho mùi tàu ấy, đánh vào đây là xào lên ăn nó mới ngon. Cái này của mọi người gọi là gì? Bà con hay gọi là rau mùi tàu. Băng này đúng rồi mọi người ạ. Băng này đúng rồi. Rồi đem về rửa sạch. Em ơi, lấy một ít muối cho anh à. Lấy mùi bắt đi. Lấy một ít muối anh.
rau này thì thái về phải ngâm muối một lúc mọi người ạ, cho cái bụi bặm nó đi hết đấy. Mình để nó ngâm đi một tí nữa. Xào lên với là cái rau mùi tàu là cũng ngon lắm rồi, chứ làm nộm thì càng ngon. Giờ phải đổ nước vào và cho muối vào ngâm một lúc để cho cái nước hoa chuối chuối cái nước trắng cho nó không trắng nữa mới lấy ra xào mọi người. Để nó ngâm khoảng 30 phút thế này để cho cái nước trắng của nó đi hết. Giờ mang đi rượu một khác nữa là xào thôi. Ngâm một lúc với cái nước thôi, trắng tinh như nước gạo ấy. Trắng tinh như nước gạo. Giờ thì mang đi xào thôi. Muối thì chín vào giờ đến cái món là rau mùi tàu này. Tôi mới làm 3 quả thế nhiều, bây giờ gần chín thì được tầm khoảng 2 đĩa thôi. Ok ok anh em ơi, chín rồi, cuối cùng chín rồi, và bây giờ chuẩn bị ăn cơm đi. Và anh em ạ, cuối cùng thì cũng chín rồi.
Là bây giờ em chuẩn bị ăn tối đi. Mời anh em mọi người cùng em ăn tối nhá. Và đây là cái món này, khoai chuối xào với rau mùi tàu mọi người ạ. Khoai chuối xào với rau mùi tàu rất là ngon mọi người ạ. Ngon lắm. Mời mọi người cùng em tối nhá. Con giòn, ngon lắm. Thịt xong rất là hợp với khoai chuối. Ngon tuyệt vời mọi người ạ. Cái này giờ chắc là có thịt thì em không đổi đâu. Ăn ngon. Nước nóng nha. Thôi vậy là bây giờ em phải chiên hết cái ba là khoai chuối này đó. Và em đang tối thì em xin tạm dừng video đấy nhá. Hẹn gặp lại anh chị em ở những video tiếp theo nhá.